Kìa mười bạn Việt và rồi chín
ba anh Việt bay xong qua tới sau sẽ tới năm có đúng không nào? Buồn theo sau ba vào rồi hai đến tiếp xem đêm những cuối đêm em số một. Kia một bạn Việt và rồi hai tiếp đến ba đêm buồn xong thêm năm cuối sau luôn có sau bạn Việt. Làm toán theo sau bảy rồi tám đến chín bàn Việt phút cuối có thêm là mười. Kia mười bàn Việt và rồi chín đến tám bàn Việt bảy xong qua thế sau sẽ tới năm có đúng không nào? Bốn theo sau ba và rồi hai đến tiếp xem nè những cuối đêm em số một. Bóng bóng đi nào, thôi đi nào, thôi đi nào.
trái tim nhỏ thể hiện tình yêu. Một trái tim nhỏ tôi gìn giữ mãi. Một ngày vui rất vui là đây. Ngày của mẹ đầy áp tiếng ca. Đó là ngày dành riêng cho mẹ. Mẹ ơi con yêu mẹ rất rất nhiều. Ôi không, trái tim đặc biệt của mẹ mất rồi. Một trái tim nhỏ thể hiện tình yêu. Một trái tim nhỏ mẹ gìn giữ mãi. Nhìn mà xem, nhìn xem đây, ta sẽ là một trái tim rất đẹp. Nhìn mà xem, nhìn xem đây, bằng tình yêu không ngại sẽ chia. Một ngày vui rất vui là đây. Ngày của mẹ đầy ắp tiếng ca. Đó là ngày dành riêng cho mẹ. Mẹ ơi con yêu mẹ rất rất nhiều. Mình làm thôi, mình làm thôi, ta sẽ là một trái tim rất đẹp. Mình làm thôi, mình làm thôi, bằng tình yêu không ngại sẽ chia. Mình cắt bánh, mình cắt bánh, ta sẽ là một trái tim rất đẹp. Mình cắt bánh, mình cắt bánh, bằng tình yêu không ngại sẽ chia. Một ngày vui rất vui là đây. Ngày của mẹ đầy áp tiếng ca. Đó là ngày dành riêng cho mẹ. Mẹ ơi con yêu mẹ rất rất nhiều. Cùng tôi thôi, cùng tôi thôi, ta sẽ là một trái tim rất đẹp. Cùng tôi thôi, cùng tôi thôi, bằng tình yêu không ngại sẽ chia. Một trái tim nhỏ thể hiện tình yêu. Một trái tim nhỏ tôi gìn giữ mãi. Một ngày vui rất vui là đây. Ngày của mẹ đầy ắp tiếng ca. Nó thật đáng biết vì nhớ có con. Yêu thương luôn bên nhau mãi chẳng xa. Một ngày vui rất vui là đây. Ngày của mẹ đầy ắp tiếng ca. Đó là ngày dành riêng mẹ thôi. Mãi thương yêu con đây bên mẹ mãi. Chào đâu mất chi đâu. Phút giây gặp gỡ các con hãy nhớ câu xin chào. Chào nhau, chào nhau. Lời chào đâu mất chi đâu. Phút giây gặp gỡ các con hãy nhớ nói chào nhau. Chào bạn mới nhé, chào bạn mới nhé. Bạn tên gì? Tớ tên Cici, tớ tên Cici, tên của mình. Chào bạn Cici, chào bạn Cici, bạn thích nhất gì? Tớ thích kitten, tớ yêu kitten, mèo con của mình. Chào bạn mới nhé, chào bạn mới nhé. Bạn tên gì? Cô đi, tớ tên cô đi, tên của mình. Chào bạn cô đi, chào bạn cô đi, bạn thích nhất gì? Tớ thích dinos, tớ yêu dinos, cũng lòng của mình. Chào bạn mới nhé, chào bạn mới nhé. Bạn tên gì? Tớ tên Nina, tên của mình. Chào bạn Nina, chào bạn Nina, bạn thích nhất gì? Ta thích Bonnie, ta thích.
thích bunny thả càng của mình. Chào bạn mới nhé, chào bạn mới nhé, bạn tên gì? Tớ tên JJ, tớ tên JJ, tên của mình. Chào bạn JJ, chào bạn JJ, bạn thích nhất gì? Tớ thích chắc, tớ thích chắc, cà mập của mình. Chào nhau, lời chào đâu mất chi đâu. Phút giây gặp gỡ chúng ta hãy nhớ nói xin chào. Chào nhau, lời chào đâu mất chi đâu. Phút giây gặp gỡ chúng ta hãy nhớ nói chào nhau. Rất vui khi được đàn ca hát ca. Cùng mùa xong hãy ghé thăm, có thể mua bao vật và có thể mua gấu bông. Thư cũ của tôi, bạn là chú mới. Mua sắm nào, vui lên nào. Tôi muốn chơi với bạn. Có thể mua bao vật và có thể mua gấu bông. Thư cũ của tôi, tôi là chú mới. Tôi muốn chơi với bạn. Tôi chơi cùng bạn nhé. Và tôi sẽ luôn gìn giữ nó. Rất vui khi được đàn ca hát ca. Xong hãy ghé thăm, có thể mua bao vật và có thể mua gấu bông. Thư cũ của tôi, bạn là chú mới. Cùng hát lên sẽ chia đàn. Rồi một ngày trở thành người lớn, được làm như ta luôn mơ, giống như ta ước mơ, mong như mơ, nên ta cố gắng hãy luôn siêng năng để cho mặt trăng. Bình thường mơ bay lên không gian, phi hành gia thêm thôi, là phi hành gia, là phi hành gia, sẽ có thể như mơ ước, làm vận động viên như mơ, vượt trên nhanh
và như cảnh sát rất có ích, lo cho dân sống yên tâm. Làm cảnh sát gương mẫu, làm cảnh sát gương mẫu sẽ có thể như mơ ước, làm vụ công như ước muốn. Xoay xoay duyên dáng thật hay, làm vũ công, làm vũ công sẽ có thể như mơ rồi. Giờ mình cần phải đi đánh răng nè, cho thêm kem, đánh cho đều. Giờ mình cần phải đi đánh răng nè, ngay trước lúc ngủ hàng đêm. Giờ mình cần phải đi tắm cho sạch ngay trước lúc ngủ hàng đêm. Giờ mình cần phải thay áo đi ngủ, sao đây ta chọn bộ nào? Giờ mình cần phải thay áo đi ngủ ngay trước lúc ngủ hàng đêm. Chuyện cổ tích sách khoa học. Giờ mình cần phải nghe những câu chuyện ngay trước lúc ngủ hàng đêm. Chỉ cần đếm ba con cừu. 1, 2, 3. Ba con vụng về nhảy qua hàng rào. Giờ mình cần phải chúc ngủ ngon nè, chúc ngủ ngon nè. Giờ mình cần phải chúc ngủ ngon nè, ngay trước lúc ngủ hàng đêm. Dùng hai chiếc tai xinh vì muốn lắng nghe chim hoa ca. Em dùng hai chiếc tai xinh vì muốn nghe gió hòa nhạc điệu. Em dùng hai chiếc tai xinh vì muốn nghe gió hòa nhạc điệu. Em dùng hai chiếc tai xinh. Biết đóa hoa thơm nhường nào, em dùng chiếc mũi con. Để biết đóa hoa thơm nhường nào, em dùng chiếc mũi con. Và chiếc bánh ôi thơm tuyệt
dùng chiếc muối con. Và chiếc bánh ôi thơm tuyệt vời, em dùng chiếc muối con. Để nếm trái chuối ngon này nè, em dùng cây mít ba xinh. Để nếm trái chuối ngon này nè, em dùng cây mít ba xinh. Để nếm trái chanh chua này nè, em dùng cây mít ba xinh. Để nếm trái chanh chua này nè, em dùng cây mít ba xinh. Gầu bông này, hai bàn tay của em đây. Thì bé muốn chạm gầu bông này, hai bàn tay của em đây. Thì bé muốn chạm bông bông này, hai bàn tay của em đây. Thì bé muốn chạm bông bông này, hai bàn tay của em đây. Cúc ơi, cúc à, hãy mau trả lời tôi nào. Tôi thấy rạp rào vì bao yêu thương đã trao. Hôn nhân trong cuộc sống luôn muôn màu, tôi thấy tâm hồn vẫn ngọt ngào. Tuyệt vời biết bao, cùng ngồi với nhau ở trên chiếc xe đạp như ngày nào. Cúc ơi, cúc à, hãy mau trả lời tôi nào. Tôi thấy rạt rào vì bao yêu thương đã trao. Hôn nhân trong cuộc sống luôn muôn màu, tôi thấy tâm hồn vẫn ngọt ngào. Tuyệt vời biết bao, cùng ngồi với nhau ở trên chiếc xe đạp như ngày nào. Cúc ơi, cúc à, hãy mau trả lời tôi nào. Tôi thấy rạp rào vì bao yêu thương đã trao. Hôn nhân trong cuộc sống luôn muôn màu, tôi thấy tâm hồn vẫn ngọt ngào. Tuyệt vời biết bao, cùng ngồi với nhau ở trên chiếc xe đạp như ngày nào. Cúc ơi, cúc à, hãy mau trả lời tôi nào. Tôi thấy rạp rào vì bao yêu thương đã trao. Hôn nhân trong cuộc sống luôn muôn màu, tôi thấy tâm hồn vẫn ngọt ngào. Tuyệt vời biết bao, cùng ngồi với nhau ở trên chiếc xe đạp như ngày nào. Thank you.
còn chưa thức này kia anh tròn, kia anh tròn. Chúng ba thức sẽ vang rồi, chúng ba thức sẽ vang rồi. Đinh đinh đong, đinh đinh đong. Ngủ say quá này còn chưa thức này kia anh tròn, kia anh tròn. Chúng ba thức sẽ vang rồi, chúng ba thức sẽ vang rồi. Đinh đinh đong, đinh đinh đong. Ngủ say quá này còn chưa thức này kia anh tròn, kia anh tròn. Chúng ba thức sẽ vang rồi, chúng ba thức sẽ vang rồi. Đinh đinh đong, đinh đinh đong. Nhìn kia giờ là năm quá trứng chim trong tổ, tổ ở dưới tan lá đi trên cao này. Một ngày đẹp trời chợt có tiếng nếp bọ, là biết sắp có đàn chim non. Cậu bé thứ hai ra ngoài, mẹ chim dạy rằng vỗ cánh như vậy mà cậu bé chẳng thể lại kêu ngại ngại ngại. Nhà mẹ mình mà giờ chim thứ hai bay rồi, thấy thế có cậu bé thứ ba ra ngoài, mẹ chim dạy rằng vỗ cánh như vậy mà cô bé chẳng thể lại kêu cao cao cao. Nhà mẹ mình dụ ngọt chim thứ ba bay rồi, thấy thế có cậu bé thứ tư ra ngoài, mẹ chim dạy rằng vỗ cánh như vậy mà cậu bé chẳng thể và kêu bay không vui. Bây giờ chim thứ tư bay rồi, thấy thế có bé út hót liu riu không chịu, mẹ chim dạy rằng vỗ cánh như vậy mà bé út tin tới rồi xong khóc thút thít. Mẹ liền vỗ về con sẽ ổn thôi mà, cứ vỗ cánh nhé, đã có mẹ rồi. Rồi bé út đã nên khóc liền hót liu la và vỗ cánh từ từ bay cao. Nhờ mẹ mình mà giờ tất cả đã bay lên rồi, xuyên qua mây xanh út bay trao lượn. Mẹ chim dạy rằng vỗ cánh đi nào, và cặp bé tin tới rồi bay cao cao cao. Xem mọi thứ tốt không
lần một kiểm tra lỗ tai, kiểm tra xem thấy vai nghe thế nào. Đây là ngày mình gặp bác sĩ và cùng nhau khám tổng quát. Bác muốn biết sức khỏe ta xem có tốt không đó. Kiểm tra miệng nghe, kiểm tra họng luôn, kiểm tra chăm giám sát để xem xong chưa nè. Đây là ngày mình gặp bác sĩ và cùng nhau khám tổng quát. Bác muốn biết sức khỏe ta xem có tốt không đó. Kiểm tra phản ứng với kiểm tra cả xương để xem xương ta phát triển tốt hay không. Đây là ngày mình gặp bác sĩ và cùng nhau khám tổng quát. Bác muốn biết sức khỏe ta xem có tốt không đó. Rồi bác sĩ nói phải tiêm thuốc vào thôi. Đừng lo chỉ nghe chẳng đau đâu xong rồi. Đây là ngày mình gặp bác sĩ và cùng nhau khám tổng quát. Bác muốn biết sức khỏe ta xem có tốt không đó. Cùng đến chơi nơi xuân bao kia, cùng đám đông nơi đằng xa, lấy thêm chút đậu phộng với bánh quê này. Nào ta cùng nhau chia sẻ bao đông đây. Tiến lên nào, tiến lên nhanh thật nhanh. Đổi nhà nếu chẳng chiếm thắng thì tệ lắm. Sân bao kia cùng đám đông nơi đằng xa, lấy thêm chút đậu phộng với bánh quê này. Nào ta cùng nhau chia sẻ bao đông đây. Tiến lên nào, tiến lên nhanh thật nhanh. Đổi nhà nếu chẳng chiến thắng thì tệ lắm. Vì một hai ba cú ban đã hụt tại trò chơi sân bao. Sân bao kia cùng đám đông nơi đằng xa, lấy thêm chút đậu phộng với bánh quy này. Nào ta cùng nhau chia sẻ bao đông đây. Tiến lên nào, tiến lên nhanh thật nhanh. Đổi nhà nếu chẳng chiến thắng thì tệ lắm. Vì một hai ba cú ban đã hụt tại trò chơi sân bao. Sân bao kia cùng đám đông nơi đằng xa, lấy thêm chút đậu phộng với bánh quy này. Nào ta cùng nhau chia sẻ bao đông đây. Tiến lên nào, tiến lên nhanh thật nhanh. Đổi nhà nếu chẳng chiến thắng thì tệ lắm. Vì một hai ba cú ban đã hụt tại trò chơi sân bao. Em
Chúng ta bên nhau nào, lại đây nào, lại đây nào. Bạn ơi,
chúng ta bên nhau nào, càng đông thì mình càng vui. Bạn tôi là bạn của bạn, bạn của bạn là của tôi. Bạn ơi, chúng ta bên nhau nào, càng đông thì mình càng vui. Nào Hoan, đèn con chưa tắt đó. Dạ vâng vâng, con sẽ tắt đèn ngay đây. Rồi Hoan, vậy thì lần sau nhớ đó. Yeah yeah yeah, con sẽ làm ngay. Nhìn xem, Teddy tắt đèn rồi nha. Hey!
mình phải đánh giá nè, cho sáng sớm thật là tinh tường. Cụ già là mình thay áo với thay quần, đắm chiếc cục áo đeo dây lưng quần. Cụ già là mình thay áo với thay quần, cho sáng sớm thật là tinh tường. Cụ già là mình chải tóc gọn gàng, vuốt mái tóc cho nghe hà. Cụ già là mình chải tóc gọn gàng, cho sáng sớm thật là tinh tường. Cụ già là mình mang mớ với mang giày, lấy chiếc vớ trắng mang bên trong giày. Cụ già là mình mang vớ với mang giày, cho sáng sớm thật là tinh tường. Đường thì nên quăng đi đâu, để xem chai nhựa này nên
quăng đi đâu? Chai lăn bên đường thì nên quăng đi đâu? Nhìn thùng rác ta phân loại. Nhựa như chai này thì mình cho vô đây. Rác như chai nhựa thì mình cho vô đây. Rác như chai nhựa thì mình cho vô đây. Có thùng rác ta phân loại. Cái thùng thì nên quăng đi đâu? Thùng dây cương này thì nên quăng đi đâu? Ta có cái thùng thì nên quăng đi đâu? Nhìn thùng rác ta phân loại. Thùng dây cương này thì mình cho vô đây. Thùng dây cương này thì mình cho vô đây. Thùng dây cương này thì mình cho vô đây. Nhìn thùng rác ta phân loại. Này lon kim loại thì mình cho vô đây. Nếu lon kim loại thì mình cho vô đây. Nếu lon kim loại thì mình cho vô đây. Có thùng rác ta phân loại. Nếu thấy cái lạ thì nên quăng đi đâu? Thủy tinh như vậy thì nên quăng đi đâu? Nếu thấy cái lạ thì nên quăng đi đâu? Nhìn thùng rác ta phân loại. Thủy tinh như vậy thì mình cho vô đây. Thủy tinh như vậy thì mình cho vô đây. Thủy tinh như vậy thì mình cho vô đây. Có thùng rác ta phân loại. Loại ta thế này thì mình nên quăng đi đâu? Để xem thức ăn thừa thì nên quăng đi đâu? Loại ta thế này thì mình nên quăng đi đâu? Nhìn thùng rác ta phân loại. Thùng rác hữu cơ đừng đổi như loại tao. Thùng rác hữu cơ đừng đổi như loại tao. Thùng rác hữu cơ đừng đổi như loại tao. Có thùng rác ta phân loại. Ta nên phân loại vì yêu thương trái đất. Ta nên phân loại vì yêu thương trái đất. Ta nên phân loại vì yêu thương trái đất. Có thùng rác ta phân loại. Chào mừng sinh nhật của em. Chào mừng sinh.